Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ sau âm mưu tấn công bất thành vào khu vực Kursk, trong khi các nhóm chiến đấu của Nga tiếp tục tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine, đồng thời vô hiệu hóa nhiều đợt tấn công của đối phương. TASS đưa tin, trong ngày 24 tháng 9 theo giới địa phương, quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công Malaya Lokka và Ubu Khokka của lực lượng Ukraine. Lực lượng Nga cũng chặn đứng 5 đợt tấn công của quân Ukraine nhằm đột nhập biên giới hướng tới Medvedev và Noviput. Quân đội Nga đồng thời tuyên bố đã tấn công vào các đội hình của quân Ukraine, trong khi máy bay phản lực của Nga tấn công vào khu dự trữ của Ukraine ở vùng Sumy. Trong ngày, phía Ukraine tổn thất hơn 360 quân nhân và 13 xe bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh và 12 xe chiến đấu bọc thép, cùng như 4 khẩu pháo, hai bệ phóng tên lửa nhiều nòng, 3 trạm tác chiến điện tử và 11 xe khác bốn binh sĩ Ukraine đã bị Nga bắt giữ sau nỗ lực tấn công bất thành tại Kursk. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 16.700 quân nhân, 127 xe tăng, 61 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 809 xe chiến đấu bọc thép, 508 xe, 136 khẩu pháo, 31 bệ phóng tên lửa đa nòng, cùng nhiều thiết bị khác. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự, Chính trị lực lượng vũ trang Nga, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, thiếu tướng Apti Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đang liên tiếp rút khỏi vị trí của họ ở vùng Kursk. Lực lượng vũ trang Ukraine đã rút các đơn vị thực tế đã bị đánh bại. Họ đã phải chịu tổn thất rất nặng nề và đưa một số đơn vị mới vào bổ sung. Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi cũng sẽ sớm đánh bại toàn bộ họ. Ông Alaudinov nói trong một video được đăng trên kênh Telegram ngày 24 tháng 9. Các blogger quân sự và truyền thông nhà nước Nga cho biết, các lực lượng Moscow đã bắt đầu tấn công thị trấn Vuleida, nằm cách Porovsk khoảng 50 km về phía nam. Được mệnh danh là thành trì phía đông của Ukraine, thị trấn này đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hồi năm 2022. Các đơn vị Nga đã tiến vào Vuleida, cơn bão đã nổi lên, ông Yuri Bololiak, một blogger quân sự gốc Ukraine cho biết. Nhiều blogger khác, cung đồng loạt đã xác nhận cuộc tấn công, trong khi truyền thông nhà nước Nga cũng cho biết giao tranh đang diễn ra ở phía đông của khu vực này. Theo nhiều bản đồ nguồn mở, lực lượng Nga ở miền đông Ukraine đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua kể từ tháng 8, mặc chiến dịch quân sự của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đã buộc Moscow phải chuyển một phần lực lượng từ Ukraine về chi viện. Các chuyên gia quân sự trước đây nhận định, Puleda là nơi dễ thủ, khó công, tương tự như thành phố Chazipza. Tuy nhiên, Điểm khác biệt nằm ở chỗ nếu các lực lượng Nga xâm nhập thành phố thành công, thì rất khó để Ukraine có thể đảo ngược tình hình. Ông Emil Kastehemi, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Blackbird Group, có trụ sở tại Phần Lan nhận định, Nga đã cố gắng tấn công trực diện Vuleida nhưng kết quả không khả quan. Trong cuộc tấn công gần đây, quân đội Nga đã thay đổi chiến lược, cố gắng tiếp cận Vuleida từ hai bên sườn, bao vây thành phố và bộ Ukraine rút quân. Vẫn còn một chặng đường dài trước khi Vuleida thực sự bị Nga công phá, quân Nga sẽ phải đạt được những thành quả đáng kể để thực sự tạo ra mối đe dọa tiến tới bao vây khu vực, ông Kastehemi nói. Tổng thống Cộng hòa Séc Pavel nhận định, Ukraine nên chấp nhận sự kiểm soát tạm thời của Nga đối với một số vùng lãnh thổ như là kết quả của cuộc xung đột hiện nay. Theo ông, cả Nga và Ukraine dường như đều không thể đạt được các mục tiêu tối đa của mình. Để nói về việc đánh bại Ukraine hay Nga, điều đó đơn giản là không xảy ra, Ông Pavel nhận định với New York Times trong cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 23 tháng 9. Theo ông, kết thúc của cuộc xung đột này sẽ đâu đó nằm ở giữa. Kết thúc có thể xảy ra nhất của cuộc xung đột này sẽ là một phần lãnh thổ của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của Nga, ông Pavel nói, đồng thời dự đoán điều tạm thời này có thể sẽ kéo dài một năm. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào không khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine. Theo đó, bao gồm Crimea cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cùng với Kherson và Zaporizhia. Nga đã nhiều lần tuyên bố tình trạng của các khu vực trên là không thể đàm phán và Ukraine cần thừa nhận thực tế trước khi lệnh ngừng bắn diễn ra, chứ chưa nói tới một hiệp ước hòa bình. Trong khi sự mệt mỏi vì xung đột gia tăng ở mọi nơi và những người theo chủ nghĩa dân túy như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Slovakia Robert Fico gây chia rẽ EU, thì theo Tổng thống Pavel... Ukraine cần nhìn nhận thực tế về sự hỗ trợ mà họ có thể đạt được. Ngày 24 tháng 9, Nga lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc không kích của Israel vào Liban có khả năng gây bất ổn cho toàn bộ khu vực Trung Đông và xung đột sẽ ngày càng leo thang. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ sự lo ngại của Nga về tình hình khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình hiện cực kỳ nguy hiểm khi xung đột ngày càng lan rộng, nhiều khả năng sớm gây ra sự bất ổn cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nhiều căn cứ của Hezbollah ở miền nam Liban. Ngày 23 tháng 9, giới chức Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel đã làm ít nhất 492 người thiệt mạng và buộc nhiều người dân phải vội vã tản cư trong ngày chết chóc nhất ở nước này sau nhiều thập niên. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari đã thúc giục người dân Palestine ngay lập tức tản cư khỏi các vị trí của Hezbollah, chẳng hạn như những kho chứa vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, đàm phán không thể làm dịu bớt cuộc xung đột Nga-Ukraine và Moscow phải bị ép chấp nhận hòa bình. Ông Zelensky gần đây đã thúc đẩy sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo phương Tây cho kế hoạch chiến thắng của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài sang năm thứ ba. Tổng thống Zelensky gần đây đã thúc đẩy sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo phương Tây cho kế hoạch chiến thắng của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài sang năm thứ ba. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine một ngày nào đó sẽ kết thúc nhưng không phải vì một ai đó đã mệt mỏi vì cuộc chiến hay thông qua một cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Putin, ám chỉ đến đề xuất Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ để giải quyết xung đột cuộc chiến này không thể làm dịu bớt bằng đàm phán mà cần phải hành động, ông Zelensky nói, đồng thời cho rằng Nga chỉ có thể bị ép chấp nhận hòa bình. Ông cũng cáo buộc Triều Tiên và Iran đã cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố nếu kế hoạch chiến thắng của ông được phương Tây hậu thuẫn thì sẽ có tác động rộng rãi đến Nga, bao gồm cả tác động tâm lý có thể buộc Moscow chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Cho đến nay, ông Zelensky không tiết lộ nhiều về kế hoạch chiến thắng của mình, ngoại trừ việc cho biết kế hoạch này sẽ đóng vai trò là cầu nối cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai do ukraine tổ chức và muốn mời nga tham dự vào cuối năm này